mẹ à. Con thấy Đan Thanh á, cứ ăn theo thực đơn của mẹ á, vừa ngán rồi vừa nặng bụng nữa. Đêm á, Đan Thanh ngủ đâu có được đâu mẹ. Hay là con thấy á, mày để cho Đan Thanh á, ăn chung với gia đình mình đi. Vừa tiện cho mẹ, mà vừa thoải mái cho Đan Thanh nữa. Không có được. Mẹ nói là ăn theo cái thực đơn của mẹ đưa ra. Ăn như vậy thì em bé nó mới có sức khỏe, hiểu chưa? Thanh nè, con á, phải chịu khó giữ gìn sức khỏe. Nếu mà có chuyện gì á, là không được với mẹ đâu á, nghe chưa? Nghe không? Mẹ chỉ vì muốn tốt cho con cho cháu thôi, cho nên là con sẽ ăn theo thực đơn của mẹ nha mẹ. Con ăn xong cái tô cháo này á, mẹ chuẩn bị sẵn cho con rồi, hai trứng gà áp chảo với lại ngải cứu, ăn vô cho mẹ nghe. Mẹ, con nghe người ta nói á, là lâu lâu á mình ăn trứng gà ngải cứu á thì nó tốt, còn mình ăn thường xuyên á liệu có tốt không mẹ? Thằng này đàn ông mà biết cái gì mà cứ xen vô à. Mẹ đẻ con mẹ có kinh nghiệm chứ, hiểu không? Ăn cái trứng gà là tốt cho phụ nữ mang thai. Bởi vì sao con biết không? Canxi rất là gấp nhiều lần. Nó con phải ăn nhiều vô cho mẹ nghe chưa? Ăn thường xuyên cho mẹ nghe Đan Thanh nghe. Mẹ, hôm bữa con đi khám định kỳ á mẹ, bác sĩ nói là con phải ăn những cái gì đó nó nhẹ nhàng một chút xíu, giống như là rau củ để cho dễ tiêu hóa mẹ. Chứ mà ăn nhiều trứng quá thì nó sẽ bị vôi hóa, em bé do bị dư canxi á mẹ. Dạ đúng rồi đó mẹ. Đúng vậy hả? Dạ. Làm cái gì mà có chuyện đó. Trời ơi, không có đâu. Hồi đó đó, mẹ bầu con Dạ Lan á hả, mẹ ăn trứng gà quá trời luôn. Canxi á hả, dồi dào luôn á. Làm cái gì đâu mà không tốt con. À mẹ à, thì cái bác sĩ có dặn con á nha, dặn riêng con luôn á, là nó Đan Thanh á là thèm cái gì ăn cái đó, chứ không cần phải ăn theo thực đơn đâu mẹ. Đừng có ép ăn cái gì hết, thích ăn cái gì là cho ăn cái đó. Bác sĩ là nói như vậy thôi. Chứ ngày xưa mẹ có bầu ba đứa con đó, nhà có cái gì ăn, điều kiện không có. Cá chép á là bà ngoại vớt ở dưới ào lên, còn trứng gà là lấy ở trong chuồng ở trong nhà đó con. Mà ăn rất như vậy đó mà ba đứa con thấy không, con Tôm đẹp trai không, hai đứa kia cũng đẹp không, đứa nào nét nó ra đứa đó đó, tụi con khỏe mạnh làm sao không được. Dạ thôi em ăn được nhiều em ăn, còn đừng có ráng mất công mới bị ngộ độc. Ăn xong rồi đó con đi lên mặc đồ dài vô, giữ kỹ cho mẹ, mang vớ vô rồi mang găng tay vô, mặc cái áo len ấm lại cho mẹ, quấn khăn chặt lại cho mẹ, giữ ấm đàng hoàng cẩn thận nghe chưa, để lỡ có chuyện gì là không có được đâu à. Dạ con biết rồi mẹ. Chị Thanh ơi. Chị Thanh ơi. Đâu rồi ta? Thôi kệ, để thuốc đây đi. Kìa, Phi Lân, tại sao con vô phòng anh chị? Hả? Phòng của anh chị phải xin phép mới vô đàng hoàng, em muốn vô là vô sao? Dì đang nấu cháo cho chị Thanh mà. Dì đọc đi. Cái gì đọc đây gì? Thưa ba mẹ, hiện tại sức khỏe và tinh thần của Đan Thanh rất khủng hoảng vì sự chăm sóc thái hóa của cả nhà. Làm chồng, con không thể nào thấy sự nguy hiểm này đến với vợ con mà không cứu được. Con xin đưa vợ con đi lánh nạn ở một nơi khác. Xin cả nhà đừng tìm kiếm. Khi nào mẹ tròn con vuông, hai vợ chồng con sẽ quay trở về. Xin lỗi cả nhà. Tôm. Trời, cái gì vậy Tôm ơi? Con làm cái gì vậy Tôm ơi? Làm sao bây giờ? Bây giờ con bóc điện thoại gọi cho anh Tôm giùm đi. Thôi ba ngoài dùng cuốn sống rồi chị ơi. Còn nữa. Làm sao bây giờ? Mình ơi, hai đứa nhỏ nó đi rồi. Đứa nó đang có bầu mà làm sao bây giờ? Ba, chị Thanh với lại anh Tom giận ai mà bỏ nhà đi mất tiêu rồi. Trời ơi, em nấu cháo, em kêu nó là ăn cháo cá nghe con. Rồi á, mẹ cũng là luộc trứng ngỗng cho con ăn. Dân dân dạ dạ, rồi cái hai đứa dọn đồ đi đâu mất tiêu luôn rồi mình.
Con chắc chắn là chị Thanh ngán con cháu cá, với lại ngán con trứng ngỗng nữa mới bỏ đi á. Ngán cái gì chứ không phải là một đống nhạc của con, một đống thuốc bổ con đưa chị uống, một đống nước con đưa chị uống nên chị sợ quá chị bỏ chị đi hay sao? Con không biết chị Thanh chịu khổ như vậy. Con đã xúi vậy Thanh, về nhà ba mẹ chị Thanh nở. Khi nào sinh em bé rồi mới quay về đây lại. Tội chị Thanh quá. Tội cái gì mà tội? Mẹ chăm sóc nó hết lòng hết dạ, chứ có phải hành hạ con dâu đâu mà con kêu tội nghiệp. Lớn rồi ăn nói cái kiểu gì vậy con? Chứ không phải là mẹ bắt chị Thanh trao cá với trứng ngày này qua ngày nọ, rồi hả còn tắt máy lạnh, ngày nào cũng mang vớ, không cho chị cởi ra, làm sao mà chị chịu được? Như vậy là hành hạ hay sao? Lo lắng chăm sóc mà con. Thật ra cái chuyện hai vợ chồng nó bỏ đi là tốt. Tình trạng này kéo dài với cái tình thương của mọi người hay thái quá như vậy á, chắc chắn là nó sẽ đổ bệnh. Ủa? Chị Thanh bị bệnh đó ba? Đúng rồi. Hồi trưa này chị Thanh chỉ bị đau bụng, chị khó chịu trong người, chị mới gọi cho anh Tôm. Tôm thì lại đang hợp cho nên Tôm mới nhờ ba đưa chị Thanh đi khám bác sĩ. Ba đem qua bác sĩ Phú là bác sĩ quen của ba. Đây, kết quả là chị Thanh bị trầm cảm, thậm chí là ảnh hưởng tới thai nhi. Ồ, thiệt hả mình? Đây nè, em coi đi. Thiệt luôn hả mình? Đúng rồi em. Thanh có bầu, bây giờ là nó thèm ăn cái gì cứ cho nó ăn cái đó. Em tẩm bổ nó quá nhiều, bởi vì quá nhiều chất bổ trong cơ thể của nó cho nên cơ thể nó không cân bằng được. Hả? Tình trạng này kéo dài không những chỉ một mình chị Thanh bị bệnh mà cả đứa bé cũng bị ảnh hưởng nữa. Trời đất ơi, có chuyện... Ủa? Mà sao kỳ vậy? Cái chuyện này á, anh biết như vậy mà cũng không nói cho em nghe. Cha con anh cũng quá đáng lắm, ít ra cũng phải nói cho người lớn biết chứ hai đứa này. Thật ra là anh thấy là nó đang bị stress, cho nên anh mới nói thằng Tôm thôi bây giờ con đưa vợ con đi nghỉ ngơi vài hôm đi. Ngày mai cũng là cuối tuần mà em, thì nó đi chơi vài bữa vợ nó thư thái nó về. Hên quá, may là chị Thanh không sao. Mà nếu lỡ mà chị Thanh có bị gì là tại mẹ, tại Phi Lân hết đó. Tại cái gì mà tại? Không phải hả, tôi là một người mẹ chồng lúc nào cũng lo lắng cho con dâu. Anh có biết là em phải thức hôm dậy sớm đi canh mua những cái đồ ăn nào mà tươi mới nhất để về nấu cho nó dưỡng thai, ăn bổ, tẩm bổ. Vậy đó, còn thời gian đâu mà em đi bù khú với bạn bè nữa. Vậy mà còn không thương em mà còn trách em nữa là sao? Con cũng vậy á ba. Tại con xem chị Thanh á là như chị ruột của mình nên con mới chăm sóc như vậy thôi. Chính như mọi người yêu thương nó thái quá cho nên lo lắng nó quá, nhưng mà không có đúng. Làm cái gì phải có khoa học, em hiểu không? Nhưng mà ít ra này nó cũng không được nói dối người lớn như vậy chứ. Anh là người kêu Tôm viết thư để lại để thông báo cho mọi người biết, chứ tình hình mà để hoài á là không có tốt đâu. Thôi được rồi, tôi biết tôi làm cái gì rồi. Kể từ ngày hôm nay á, mặc kệ, tôi không có chăm sóc ai nữa hết trơn á. Như vậy đi cho khỏe. Rồi rồi đó, trái tim mong manh của mẹ con lại sắp vỡ vụn ra nữa. Cặp chân mày nó đậm thiệt là đậm vậy đó. Mày cho mày tầm đó chứ. Mày sống mũi thẳng. Trời ơi, cái miệng cười có duyên. Trời ơi, có tướng tá. Xuất sắc, đẹp trai quá. Đúng là thằng con trai riêng của anh nha, nó đẹp trai nha. Nó y chang như anh luôn vậy đó. Thì chắc Dạ Hân nè, Dạ Lan nè, Tôm con nhà tôi nè, nó không có giống ông Long, nó không phải con. À, giống chứ. Trời ơi, mỗi một đứa đẹp một kiểu. Dạ, dì nói quá à, chứ con thấy cũng bình thường mà. Trời ơi, thấy chưa? Ngay cả cách khiêm tốn cũng giống anh Long luôn nữa. À, dạ, tôi đang có việc ở trên lầu chưa có xong. À, thôi à, chị ngồi chơi ha, để tôi lên tôi làm cho xong việc. Ê, 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 không có. Cốt ý em qua đây ha, là để chia sẻ cùng anh, để chúc mừng cùng anh, đó. Chúc mừng lá rụng về cội đó. Bây giờ anh không có mặt đây thì còn ý nghĩa gì nữa. Mừng vui quá à, trọn vẹn hạnh phúc quá ha mình ha. Trời ơi, thôi mấy chị em mình á, bây giờ tung hoa đi, tung hoa, tung hoa, tung hoa mình nghe. À, hai bà tung hoa. Tung gì bà? À, lộn. Tôi liệu, tôi liệu. Con nghe nói con học giỏi lắm phải không con? Chúc mừng nghe anh. Trời ơi, sau này nha anh sẽ hưởng phước dài dài đó. Dạ, dạ thưa chị. Thật ra cái đó là cũng nhờ công của mẹ Phi Lân. Bởi vì từ nhỏ là cháu nó sống chung với mẹ nó. Vậy sao? Ôi, một người mẹ đơn thân phải nuôi nấng một đứa con như thế này.
quả là điều phi thường. Con à, con phải luôn luôn nhớ công ơn mẹ con mà con sống cho phải nghe con. Mẹ con đúng là một người phụ nữ phi thường. Và mẹ Dạ Ngọc đây cũng vậy, là một người phụ nữ hết sức là tinh tế. Con nữa nghe, con có phước lắm đâu, còn có tới hai người mẹ, đó là sự may mắn của con đó.